Bây giờ chúng ta có thể tự tin mà nói rằng Luis Suarez chính là huyền thoại của bóng đá Uruguay. Cầu thủ này đã chính thức khép lại hành trình đầy vinh quang với đội tuyển quốc gia. 142 trận đấu, 69 bàn thắng và 39 kiến tạo. Đỉnh cao của Suarez chính là chiếc vô địch Copa America năm 2011, một trong những khoảnh khắc mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Suốt hơn một thập kỷ cống hiến, Suarez không chỉ là một tiền đạo đơn thuần mà còn là biểu tượng của lòng quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Những khoảnh khắc chói sáng của anh tại các kỳ World Cup và Copa America đã khắc sâu trong trái tim người hâm mộ. Ở thời kỳ đỉnh cao, vị trí số 9 của Suarez thậm chí được đánh giá là vượt trội hơn cả những tay săn bàn hàng đầu như Robert Lewandowski hay là Harry Kane. Khả năng dứt điểm bén ngọt, sự tinh quái trong việc tìm kiếm không gian và lối chơi đầy máu lửa của Suarez đã khiến mọi hàng phòng ngự phải e dè, thậm chí đó là cả Chiellini, bởi vì chính Suarez là người đã múc băng anh. Chia tay đội tuyển, anh để lại không chỉ những kỷ niệm đẹp mà còn để lại một chuẩn mực cho mọi thế hệ cầu thủ Uruguay về sau. Xin cảm ơn anh, người đàn ông răng thỏ.